vô. Yeah, dù là ngày buôn hay mưa ngày nắng nói hay mưa dòng có sao đâu ngày đó còn có nhau. Trời em không tin luôn á. Bạn bẻo vậy. Đây hãy ăn giấy đi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên bảng chữ cái. A B C D E F G, A B C D E F G. Ê, chết rồi, chữ này sao? Chữ này sao? Chú cho. Đứng. Rồi, anh sẽ qua giải chữ này dễ nhất rồi. Ê. Nè, nhìn cái đủ, nhìn cái kỹ vô. Đó, sao được? Ngã với em, đó, đúng. Giờ mau thiếu kìa. Rồi phạm luật rồi. Leo. Bé tao rồi. Nhìn đi. Tức quá. Mày đặt em à. Kìa thằng kìa. Em đưa chưa, em đưa đây. Trời. Yeah. Trời trời. Ủa trời ơi. Cái chữ vậy mà chị đoán được trời. Wow. Ơ chữ Y à. Không hề đẹp luôn. Y dài hả? Wow. Chị đoán đi. Đúng rồi. Đúng mà. Không, bỏ cái này đi, cái kia trước rồi. Cái kia đúng rồi. Không hiểu ý chị gì hết á. Đây rồi. Thôi chịu đi, dạ. Làm cái đó. Là do vậy? Hai. Ba chữ O luôn. Viên mãn. Phải chưa chọn đi. Không? Chọn. Cho xem con voi. Ăn chưa, mình nói là ăn lên. Quá chồng sẽ nhiều. Chọn không được rồi. Thì thôi. Chị cái ánh mắt chị giống như là em ngu lắm vậy. Ừ. Đam Sang là một vị tù trưởng rất là nổi tiếng của vùng đất này. Chị là trong sách vẽ là một thời gian cộng đồng mạng đó là em giống tù trưởng đó. Dạ đúng rồi. Người ta tên là Đam Sang. Em là Đam Bang. Đam Bang. Rồi cho anh đi nha. Tụi em đi trước nha. Em không còn thời gian nữa rồi. Công ty Đông Tây Promotion giới thiệu hãng 2000 đêm xin trân trọng thông báo bộ phim Những cuộc phiêu lưu của Mao Mỡ. Rồi thả đi Quy, 1, 2, 3. Từ từ nha. Từ từ. Mình là những người trẻ, giỏi giang và thông minh. Còn bên kia là thì sao anh? Già nua và ngọt nhất. Về đi quay em xin lèo lái con thuyền mình ở bến bờ hạnh phúc. Tiếng về bên chị á, Giang nó la dữ lắm, nó lùng mà nó la như quỷ vậy. Một lần nữa chúng tôi thiết mời gọi nghệ sĩ Kiều Oanh đến với phim trường ngay lập tức. Một lần nữa chúng tôi mời gọi nghệ sĩ Kiều Oanh đến với phim trường để chúng tôi chuẩn bị quay hình. Chúng tôi ta thiết mời gọi một lần nữa. Đã ba lần rồi nhưng không thấy ai, chúng tôi xin phép dừng cuộc chơi. Tôi không quay đâu, đừng quay tôi. Chưa, giờ mình đi cầu. Hello, tôi là Khả Như. Xin chào mọi người nha. Happy birthday to you. Go! Nhiều lúc bất mãn không nói luôn, thiệt tình đó. Đi thôi. Ủa, đi trên hả? Tưởng đi dưới. Đi trên. Ủa? Đi thôi. Ây da, nắng trời vậy. Ơi, sao gì nước cơm mà sao mình lội suối trèo đèo dữ vậy anh em? Ủa nhưng mà cái chỗ mát với đẹp không cho đi. Đi đâu vậy? Dạ đi, nhưng mà lấy cái cầu này nè chị. À cái cầu này anh đóng phim hả anh nha? Đúng vậy. Cầu này có nhiều kỷ niệm. Wow. Ủa, khoan cái gì? Nè, hồi xưa là tôi chạy từ đây nè, tôi có một chiếc xe máy. Dạ. Cái tôi chạy ra cái đùng nhưng mà bam ra đó, không có chỉ là tưởng tượng thôi. Xong cái qua cảnh thiệt là tôi dắt xe tôi đi vậy nè.
là phim Lật Mặt của Lý Hải là phần 1 á. À là cái câu này hả anh? Đúng vậy. Toàn là những nơi kỷ niệm đối với tôi. Được không em? Dạ ngon lành. Từ từ nha dưỡng. Em bị hoài à? Không, phải từ từ. Tại còn đến tối đến mai nữa. Dịnh theo tay cứng chứ đừng nghĩ. Có gì nói là tụi anh hất xuống. Dạ. Nha. Đúng rồi. Cho ra mình tạo accident hả? Là một phát thanh thản luôn. Trời ơi trời. Thôi đi qua. Đi núi đi rừng nó cái gì mà, trời. Bởi rồi thanh thản. Chứ em còn đang lắng cắn gì nữa. Còn dưới gì bụi trần nữa. Chị bị sợ nha. Ê, chị bị sợ nha, đừng được nha. Cuối cùng chị được, quanh được, hiếu rồi, hiếu rồi. Chị sợ lắm. Thì ra chị kêu quanh. Ôi, đừng đừng nha, đừng nghe mấy đứa. Chị sợ lắm luôn á. Trời ơi, nam nhân tấm tiên. Em coi vậy em cũng rém rém cái chỗ đó. Rồi niệm theo mẹ nè, Nam Mô Hắc Ra Đắc nè. Nam Mô Hắc Ra Đắc. Ôi chị ơi. Sao đẹp quá vậy? Khả năng là cái chỗ mà vay ấy lại là mình sẽ chơi trong đó đó. Đúng đúng. Dạ dạ em đây em đây. Không sao không sao. Yếu chị sợ. Ê đừng nha mấy đứa, đừng có giỡn mấy đứa ơi, chị sợ. Không ai giỡn, ai cũng chết lên chết xuống đây. Đừng giỡn, chị sợ tiền lắm luôn. Chị sợ nó cao hả, chị sợ nó rung. Chị sợ rung, chị sợ cao luôn. Trời ơi, combo. Chị sợ combo đúng. Tôi quay lại anh nè. Quay tôi à? Đúng, mà em cũng thấy, em cũng sợ đúng không? À, em không. Em không nghĩ là nó rung hết. Ôi, nó rung quá.